Con chào chương trình Vào Bếp Cùng Mẹ. Con tên là Lan Phương và đây là mẹ Thanh Trúc của con. Mẹ và con tham gia chương trình không chỉ giúp cho hai mẹ con biết thêm về nấu ăn mà còn giúp cho hai mẹ con biết nhiều món ăn ngon nữa. Trước đó con không thích nấu ăn, nhưng nhờ chương trình Vào Bếp Cùng Mẹ mà con đã thích thú với nấu ăn hơn. Và cuối cùng, con mong các bạn sẽ like và yêu quý đội của con. Và số báo danh của đội con là 05.